Phần trình bày của tôi có 3 phần. Phần thứ nhất là tổng quan về cập nhật nhiễm trùng viêm phổi do Mycobacterium abscessus complex. Phần thứ hai qua các bệnh lâm sàng và phần thứ ba là kết luận. Thì chúng ta biết là cái viêm phổi do Mycobacterium abscessus complex, viết tắt là MABC, là một bệnh không phổ biến nhưng nó là một cái vấn đề khá là quan trọng trong cái bệnh phổi nhiễm trùng, và nó khá quan trọng ở bởi lẽ là cái tính thách thức về chẩn đoán và điều trị do cái tính kháng thuốc của bệnh nhân của cái nhóm viêm phổi này, là nó có đã vi khuẩn kháng thuốc tự nhiên và tỷ lệ kháng thuốc khá là cao. Và hiện nay thì các cái tiến bộ về khoa học kỹ thuật sinh học phân tử để xác định các cái loài của MABC và các cái xét nghiệm về kháng thuốc là rất cần thiết để cải thiện được cái tỷ lệ điều trị khỏi cho bệnh nhân. Hiện nay thì đã có 200 loài về NTM là non-tuberculosis như Phó giáo sư Hồi vừa nói. Và cái dưới loài thì đã được xác định rồi. Đấy, Mycobacterium abscessus thì thường gặp sau gọi là con mai con mắt đấy. Thì Mycobacterium avium complex trong 70 loài gây bệnh ở người. Thế thì đây là thể hiện một cái vai trò gây bệnh của cái con MABC là như vậy. Và đặc biệt là MABC thì nó được liệt vào cái nhóm vi khuẩn NTM mọc nhanh, và nó lại là đóng vai trò đứng số 1 của cái nhóm vi khuẩn NTM mọc nhanh này ở trên bảng. Để chúng ta cũng đã thấy là cái nhóm MABC đứng đầu bảng. Và cái phân chia loài theo thời gian năm 1992 thì lúc đó thì người ta mới chỉ định danh được là Mycobacterium abscessus, và cho tới đến năm 2013 thì ba nhóm dưới loài là phân loài đã được xác định, đó là gì? Mycobacterium abscessus là dưới loài của abscessus, và một loài thứ hai là abscessus và dưới loài là Marsiniens, loài thứ ba là Mycobacterium abscessus dưới loài là Boletti. Thế thì ba cái loài này hiện nay nó tại sao nó có giá trị trong thực hành lâm sàng? Bởi vì sau này tôi sẽ trình bày ở cái phần là cái tỷ lệ nó kháng cái gen, có cái gen M là nó chỉ ra được nếu như có cái gen M đấy thì nó tỷ lệ kháng macrolide, nó là cái clarithromycin rất là cao. Thế thì ở đây chúng ta xác định được cái tỷ lệ ở trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam chúng ta có biết được bao nhiêu không? Thì Việt Nam chưa có một cái nghiên cứu chính thức nào cả. Tuy nhiên, trong một cái tổng hợp về số liệu các chủng được phân lập tại của Bệnh viện Phổi Trung ương tại Lambo Khoa Vi sinh chuẩn quốc gia, cũng như là giáo sư Hồi vừa nói, đó là gì? Coi chừng cái nhóm AB dương tính trong cái nhóm kháng thuốc, liệu nó có NTM nằm ở đây không? Thì đây là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải quan tâm, và chúng ta phải bắt đầu từ bây giờ là chúng ta phải quan tâm tới. Bởi vì trong cái nhóm 192 chủng phân lập được tại Lambo Vi sinh chuẩn quốc gia thì chúng ta xác định được là gì? Abscessus đứng đầu tiên. Nhưng 120 chủng này là nằm trong cái nhóm bệnh nhân được nuôi cấy của cái nhóm kháng thuốc mới phân lập được là như vậy. Và trong thực hành lâm sàng thì sao? Thì một cái nghiên cứu đầu tiên của Viện Phổi Trung ương vào năm 2017 đã chỉ ra trong 4 năm là gì? Abscessus đứng số 1, nó chiếm tới hơn 40% trong cái nhóm NTM gây bệnh. Thì đây hai cái biểu đồ và một cái bảng này để cho chúng ta có một cái khái niệm đầu tiên về gì? NTM cũng như là về viêm phổi abscessus ở Việt Nam của chúng ta. Thế vậy thì sao? Kháng thuốc như thế nào? Thì cái số liệu của châu Á cũng chỉ ra rằng ở mỗi vùng miền cái tỷ lệ kháng thuốc nó khác nhau. Nó khá là đặc biệt, cũng như các vi khuẩn khác thôi. Cái tỷ lệ kháng sinh của Việt Nam chúng ta hiện nay thì gần như là đứng đầu bảng của Đông Nam Á. Thế thì ở châu Á thì ví dụ như cái con NTM abscessus này, MABC đấy, thì như thế nào? Thế cái tỷ lệ kháng thuốc nó cũng khác nhau. Hiện nay thì nó còn tỷ lệ nhạy, clarithromycin còn khá cao, nó kháng chỉ có 38%. Và tỷ lệ gì? C4-cytin và amikacin cũng còn nhạy rất là tốt. Trong khi đó nó kháng lại với imiburnen và gì các cái nhóm quinolone, doxycycline kháng rất cao. Nó được minh họa
bằng các cái bảng nghiên cứu của các nước ở châu Á. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta đã có số liệu để nghiên cứu về kháng thuốc của NTM chưa? Thì xin thưa là chưa có. Và cái tỷ lệ kháng thuốc như vậy, người ta đã nghiên cứu được cái gen M để chỉ ra rằng nếu như cái chủng MABC có gen E thì cái khả năng kháng thuốc clarithromycin rất cao. Vậy thì cái vai trò của chúng ta định danh dưới loài để xác định được gen E nữa thì nó có vai trò rất quan trọng trong cái việc xác lập một cái phác đồ hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Viện tiêu chuẩn phòng thí nghiệm lâm sàng khuyến nghị của Mỹ khuyến nghị cái việc xét nghiệm nhạy cảm thuốc với MABC như thế nào. Thì đối với cái nhóm bệnh nhân này thì được làm xét nghiệm kháng sinh đồ ở cái nhóm macronid, amiglucosid và fluoroquinolone, imipenem, doxycycline và tigercycline, cefoxycline và cotrimoxazole và nisinic. Thế thì những thuốc để được xem như là quan trọng trong phác đồ điều trị cho MABC được đưa vào để làm kháng sinh đồ và xác định một cái phác đồ phù hợp cho người bệnh. Một cái phác đồ tối ưu và thời gian điều trị cho MABC hiện nay, thưa với các quý vị, là chưa có. Và để làm sao chúng ta xác lập được thì hầu hết là chúng ta phải dựa vào một phác đồ hiệu quả thì phải dựa trên cái kết quả của kháng sinh đồ cho bệnh nhân. Thế và hiện nay các cái khuyến cáo được các cái hiệp hội lồng ngực Mỹ, lồng ngực Anh 2017 và hiện nay thì cái khuyến cáo của một chuyên gia về NTM của Mỹ đó là David Griffith 2020 vẫn xem như là cái khuyến cáo của ATS 2007 và BTS 2017 rất có giá trị. Và cái phác đồ điều trị thì là gồm các cái thuốc clarithromycin kết hợp với amikacin và gì có thể xem xét cái kháng sinh đồ có phù hợp không để lựa chọn cái phác đồ điều trị. Đến khi nào xét nghiệm nuôi cấy đờm âm tính và duy trì phác đồ điều trị thuốc uống tiếp 12 tháng thì chúng ta biết là cái phác đồ nó rất phức tạp và thời gian điều trị kéo dài. Đây là một cái nhóm bệnh mà chúng ta cũng cần phải được quan tâm. Sang cái phần ca bệnh trình bày 14 ca bệnh của Bệnh viện Phổi Trung ương từ năm 2016 tới 2017 trong một năm. Có 14 ca bệnh viêm phổi do MABC thì chỉ ra rằng là đây là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải quan tâm trong thực hành lâm sàng. Đó là gì? Cái điều trị lao đủ phác đồ, lao bỏ trị và khỏe mạnh thì cái câu chuyện ở đây điều trị lao đủ phác đồ đã chiếm tới bao nhiêu? Trên 80%. Thế thì vậy thì bây giờ ở Việt Nam chúng ta với một cái dịch tễ lao cao như vậy thì chúng ta quan tâm tới cái gì? Thì đấy là tiền sử lao. Và gì? Trong cái nhóm chẩn đoán khi vào viện thì lao phổi AB dương tính nó chiếm tới hơn 50%. Vậy thì cái câu chuyện ở đây chúng ta cần quan tâm cái nhóm bệnh lao phổi và đặc biệt có lao phổi AB dương tính. Liệu trang điều trị lao có đáp ứng không? Thì bản chất của NTM đã kháng với thuốc lao ngay từ đầu. Vì vậy nên cái câu chuyện tại sao chúng ta điều trị không âm hóa đờm khi soi trực tiếp thì chúng ta phải tầm soát gì? NTM. Các cái triệu chứng lâm sàng thì không có gì đặc biệt. Thế và cái tổn thương thì hầu như cũng không có cái tổn thương gì đặc biệt so với một cái tổn thương nào, vì trong thực hành lâm sàng chúng ta cũng khá là hay nhầm lẫn. Về xét nghiệm đờm nuôi cấy thì bệnh nhân được tất cả 14 bệnh nhân đều được nuôi cấy đờm Bactec dương tính và có định danh là NTM là abscessus. Về đáp ứng điều trị ở nhóm bệnh nhân được điều trị trên 3 tháng thì cái tỷ lệ cải thiện 77,8% cải thiện X quang và lâm sàng thì đáp ứng khá là tốt. Tuy nhiên về mặt X, về mặt đờm thì âm tính khá là tỷ lệ không phải là cao nhiều. Đây thì cũng là một cái số liệu ban đầu để chúng ta có một cái hình dung là cái đáp ứng điều trị của viêm phổi do abscessus rất là thấp. Vậy thì qua 14 ca bệnh lâm sàng như thế tôi đã trình bày với các thầy, các cô và các bạn đồng nghiệp thì chúng ta có nhận thấy là cái việc mà xác định của nhóm bệnh viêm phổi do MABC là một cái câu chuyện hiện nay chúng ta cần phải quan tâm trong thực hành lâm sàng. Đặc biệt là chúng ta phải quan tâm trong cái nhóm lao phổi AB dương tính và có kháng thuốc, nghi ngờ kháng thuốc, còn kháng thuốc thì chúng ta được xác định bằng cái sinh học phân tử rồi. Tuy nhiên cái việc mà chúng ta xác định được kháng sinh đồ cũng như là các cái
Gen kháng thuốc nó có vai trò rất quan trọng, và hiện nay khoa học kỹ thuật sinh học phân tử rất là phát triển, thì cái phần kết luận của tôi cũng đã đề cập đến ba nội dung như vậy. Xin cảm ơn chủ tọa đoàn, cảm ơn các thầy các cô đã lắng nghe.